Và cái đặc trưng của bệnh đó là gì? Bọng nước ngâm, nhanh hóa mủ và dập vỡ đóng bệnh tiết rất là nhanh. Bệnh thì rất là hay gặp vào mùa hè nóng ẩm và những cái người mà vệ sinh kém, rồi là những người mà có cái bệnh phối hợp như là viêm da cơ địa hay là gầy cáp ép. Khi mà làm tinh khiết thì người ta thấy rằng là gì, cái bọng nước trong suốt nó lại là cái bọng nước nông, nghĩa là gì, các bạn nhớ lại cái bài mà cấu trúc giải phẫu da đấy thì các bạn sẽ thấy là gì, da nó sẽ chia thành ba lớp, là lớp gì, thượng bì này đúng không, rồi là gì, trung bì này, rồi là gì, hạ bì này đúng không. Thế thì cái lớp thượng bì đấy nó lại chia thành mấy hàng tế bào, 5 hàng tế bào đúng không, lớp sáng này, rồi lớp sừng này đúng không, rồi tiếp theo đây là lớp gì, gai hả đúng không. Thế thì cái bọng nước này nó lại nằm dưới lớp sừng, có nghĩa là gì, đã ở thượng bì thì trứng lại còn nằm ngay cái lớp đầu tiên. Chính vì là nó rất nằm ở cái vị trí rất là nông như thế cho nên là gì, nó dập vỡ rất là nhanh, và khi mà khỏi thì nó sẽ không để lại sẹo đâu. Các bạn nhớ lại cái giải phẫu của da nhé, cái lớp cuối cùng mà tiếp xúc giữa thượng bì và trung bì đấy là lớp tế bào gì, tế bào gì, người ta gọi là gì, màng gì, màng đáy. Cái lớp màng đáy này chính là cái lớp sinh sản, và khi mà anh vượt quá cái lớp màng đáy đấy thì nó sẽ để lại cái sẹo. Thế nhưng mà ở đây là gì, nó còn nông dưới sừng một chút thôi cho nên là nó chưa có vượt qua cái màng đáy, cho nên là khi mà lành nó sẽ không để lại sẹo. Thế thì lâm sàng của cái bệnh sốc là gì? À, chúng ta sẽ thấy rằng những bạn nào mà có baby rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy là gì, ở nhà trẻ hay ở mẫu giáo đấy, trẻ con thường hay xuất hiện những cái bọng nước, nhất là ở cái vùng mặt, rồi là gì, nó trợt ra, nó lét ra, rồi nó đóng cái mày màu vàng đây, trên mặt đây, như cái bạn bé này chẳng hạn, cái bạn bé này đây, đấy. Đi mẫu giáo này xong rồi, đi mẫu giáo xong này, mũi mùng các thứ, mặt mùng các thứ, vậy thiết thì màu vàng mật ong này, rồi là gì, thấy xuất hiện những cái vết loét này, bọng nước nó dập vỡ ra rồi đấy, nó đóng vậy tiết đây nhá. Và mùa hè ở cái nhà trẻ mẫu giáo độ tuổi thường 2 đến 6 tuổi đấy là cái dịch tễ mà chúng ta, đấy là những cái từ khóa mà chúng ta cần phải thuộc. Thế còn cái lâm sàng thì như thế nào? Nói về cái triệu chứng cơ năng thì ở trẻ nhỏ đấy thì bệnh sốc thường nó không có triệu chứng cơ năng mấy đâu, có thể là hơi ngứa ngứa, có thể là hơi đau đau thôi, toàn thân thì là sao, có thể là bình thường hoặc cũng có thể là có sốt. Thì khởi phát tổn thương cơ bản thường là cái rát đỏ, đầu tiên xuất hiện cái rát đỏ đã, nó sung huyết lên và kích thước thì lớn thường là từ 0,5 đến 1 cm và nó rất là nhanh tạo thành cái bọng nước. Cái bọng nước này, cái nguyên nhân gây nên cái bọng nước này là do đâu? Nguyên nhân gây do lên bệnh, nguyên nhân gây nên cái bệnh mà trong này thì đó là do gì, liên cầu và tụ cầu hoặc là phối hợp cả hai. Thì đầu tiên là cái con liên cầu, là do cái con liên cầu nó vào nhảy vào, cái độc tố của cái con liên cầu nó sẽ làm, nó sẽ làm đứt gãy cái cầu nối giữa các cái tế bào gai. Và nó làm sao gì? Sự đứt gãy của cái cầu nối các tế bào đấy nó sẽ tạo ra cái hốc nhỏ và cái huyết thanh nó sẽ ngấm vào
và nó sẽ tạo cái bọng nước. Sau đó cái anh tụ cầu nó mới nhảy vào, thì cái độc tố của cái con tụ cầu đấy nó giết chết luôn cả cái con liên cầu. Cho nên khi mà mình có làm xét nghiệm đấy thì cũng chỉ thấy được cái tụ cầu thôi chứ không thấy liên cầu nữa. Và khi mà cái con tụ cầu nó nhảy vào thì nó sẽ tạo thành cái bọng mủ. Cái bọng nước này này là do con liên cầu nhé, con liên cầu, con tụ cầu gây nên. Thì cái bọng nước là kích thước từ gì, 0,1 đến 0,5 cm, và nó đặc điểm của nó là gì, nông. Chính vì nó nằm có dưới cái mức sừng một chút thôi cho nên là nó làm sao nó không có căng mà nó nhăn nheo và chứa dịch trong. Sau đó thì nó hóa mủ, nó tạo thành bọng mủ. Và cái hóa mủ ở đây nó có đặc điểm là gì, hóa mủ từ dưới lên trên, dưới cái chân chân bọng bọng nước. Và bọng mủ thì nhanh chóng bị dập vỡ và đóng vẩy tiết. Cái vẩy tiết trong cái bệnh sốc nó rất là đặc biệt là nó màu vàng óng giống như là gì, màu mật ong, cho nên người ta gọi là gì, màu vàng mật ong, có thể là vàng vàng, có thể là vàng nâu. Đặc điểm nữa là gì, đầu vẩy tiết thì bết lại thành mạng, và có thể là gì, nếu như mà ở vị trí đầu thì nó có thể là bị bết lại và làm cho tóc nó bết, và thường lành thì sau 7 đến 10 ngày. Vị trí là gì, vùng da hở quanh các khớp tự nhiên. Các bạn có biết vì sao nó có cái vị trí này không? Bệnh chốc là bệnh lây mà, cho nên là những cái vùng gì là gì lây qua vùng tiếp xúc ấy, những cái vùng gì mà các bé đấy hay mặc quần áo rồi vùng kín rồi thì khi mà tiếp xúc nó sẽ không bị lây. Nhưng mà cái vùng ví dụ như là gì, từ cẳng tay hất xuống này, từ cẳng chân, hai chân, cẳng chân hai bên, rồi là gì cổ này, mặt này, đầu này, đấy là cái vùng hở ra tiếp xúc thì nó sẽ bị ở vị trí đây thôi nhá. Tổn thương khác có thể là chốc mép, có thể là bờ mi. Và cái triệu chứng cơ năng như tôi vừa phân tích đấy là gì, có thể là ngứa nhẹ hoặc có thể là đau nhẹ, toàn thân thì thường không có sốt và có thể có hạch đây. Các bạn nhìn này, cái này thì rõ cái tổn thương bọng nước rồi. Đây là cái tổn thương bọng nước đây nhé. Đây cái vảy tiết nó đóng đây, màu vàng mật ong đây, bọng nước đây. Cái bọng nước nó đã dập vỡ ra rồi, các bạn sẽ thấy cái vảy ra, nó bong ra. Đó. Đây là cái chốc bọng nước lớn này, rất là lớn. Cái này thì cái bọng nước nó đã vỡ ra rồi. Thế thì để chẩn đoán bệnh chốc thì chúng ta sẽ dựa vào lâm sàng và dịch tễ là chủ yếu. Xét nghiệm thì là sao? Trường hợp khó quá thôi. Lâm sàng và dịch tễ chúng ta sẽ dựa là gì? Trẻ đi mẫu giáo từ 2 đến 6 tuổi, thường hay gặp vào mùa hè. Tổn thương cơ bản là gì? Bọng nước nhanh hóa mủ, mọc riêng rẽ và vị trí thường ở vùng mặt, vùng da hở, ở bệnh lây trong các nhà trẻ mẫu giáo. Bây giờ tôi gọi một bạn nói lại cái phần chẩn đoán xác định bệnh sốc cho tôi nhé. Ông mà làm thế nào để biết được danh sách xem những cái video của các bạn đang tham gia nhỉ? Em nước trưởng kìa. Em Em có cái phần thành viên hiện phần nào? à, hình như em làm host mới có cái phần đấy. Không À, rồi rồi tâm sao không phải được không được không phải này của cô quay lại cô vẫn là chỗ ba chấm nhé, ba chấm xếp dọc chấm nào? không có không Còn màn hình hả? không 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 phải của nó khác. Cái này không xem được tất cả các bạn. Không hả? vẫn được vẫn được rồi à đây đây, đây.
không sai đấy. Không, cứ bắt bảo tôi. À, bạn là Dương Hải Băng nữa. Em đâu cô là chuẩn mực sao? Em đâu cô là chuẩn mực xác định thì chủ yếu dựa vào lâm sàng và thực tế. Lâm sàng như nào thì sẽ như nào em? Nếu cô lâm sàng thì dựa vào các tổn thương trên da, tổn thương cơ bản trên da là bọng nước ạ. Thường ở vùng mặt, vùng da hở ạ. Dịch tễ thì thường gặp ở những trẻ từ 2 đến 6 tuổi và đi học vào mùa hè ạ. Tổn thương cơ bản là gì? Nếu cô tổn thương cơ bản là bọng nước, nhanh hóa mủ ạ. Gì nữa? Vị trí ở vùng vùng da hở ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Có nghĩa là các bạn nhớ lại hồi những cái kia thì quên đi, chắc là các bạn chả nhớ được đâu. Nhưng các bạn nhớ vào trong, ghi nhớ những cái từ khóa để sau này các bạn có thể tự chẩn đoán và tự điều trị được chính cho con các bạn. Đó là gì? 26 tuổi, mùa hè, đúng không? Bọng nước, nhanh hóa mủ. Và gì? Cái này quan trọng này. Không biết ở trong sách có ghi không? Đóng vảy vết màu vàng mật ong, vị trí vùng da hở. Vùng mặt, vùng da hở, mặt thực ra cũng là vùng da hở nhé các bạn nhé. Mặt cũng hở ra mà, có được cái gì ra đâu. Cái mồ, cái vảy vết màu vàng mật ong đấy nó rất là đặc biệt. Thì trong những cái bệnh da liễu ấy thì thường là nó sẽ đóng vảy vết màu nâu đen. Có trong cái bệnh chốc này thì cái vảy vết màu vàng mật ong nó rất là đặc biệt. Nhìn một cái là chúng ta có thể nhận diện được ra. Cái chi tiết này ít là chia sẻ cho các bạn nhé. Chỉ có những người nào mà đi làm lâm sàng nhiều thì bắt đầu mới biết được thôi. Đây gọi là cái cảm nhận lâm sàng. Thế thì cái chẩn đoán phân biệt với bệnh gì? Cái bệnh đu rinh. Thì cái bệnh đu rinh đấy, cái bọng nước đấy nó không phải là dưới lớp sừng, mà nó là gì? Dưới thượng bì cho lên là gì? Nó bội một cái tầng da rất là dày. Các bạn có tưởng tượng là một cái bọng nước đúng không? Bội một cái tầng da dày lên thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ căng. Thế còn trong cái bệnh chốc thì nó đội một cái lớp da rất là mỏng, chỉ là cái gì? Lớp tế bào sừng thôi. Cho nên nó rất là gì? Nhăn nheo, dễ vỡ. Còn cái đu rinh thì bọng nước căng mà không dễ vỡ một tí nào. Và cái đặc điểm đó là gì? Đu rinh người ta còn gọi là hình tròn đấy. Cho nên là nó sẽ xếp thành hình chùm hoặc là vòng tròn, đối xứng và lan tràn. Và cái đặc điểm nữa là gì? Bệnh là có ngứa trước khi xuất hiện tổn thương. Thế còn cái bệnh pemphigus thì sao? Nó lại cũng giống như là bệnh chốc. Có nghĩa là gì? Cái bọng nước nông và nó nhăn nheo. Kích thước thì không đều và rất là dễ dập vỡ giống như là chốc. Nhưng mà trong pemphigus thì nó gặp ở cả niêm mạc. Và nó cũng không có dấu hiệu ngứa trước khi xuất hiện tổn thương. Nhưng mà cái pemphigus này này thì nó thường gặp người lớn. Thế còn chốc thì lại gặp ở trẻ em từ 2 đến 6 tuổi. Tôi nói là thường gặp nhé, chứ không phải là không xuất hiện ở trẻ em. Và cũng như thế nhé, chốc cũng không phải là chỉ xuất hiện ở mỗi trẻ em, nó có thể xuất hiện người lớn. Đấy là gọi là thường gặp. Thế còn thủy đậu thì sao? Thủy đậu thì cái mụn nước trong thủy đậu nó lại nhỏ. Và nó cũng mọc riêng rẽ rời rạc. Nhưng mà cái đặc điểm của mụn nước của thủy đậu đó là gì? Lõm dưới. Lõm ở giữa. Đây. Rồi cái này chả nhìn này. À đây, 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 đây. Các bạn có thấy là gì? Nó lõm này, lõm ở giữa này. Thế còn hép thì sao? Cũng là mụn nước nhưng mà không bao giờ phát triển thành bọng nước. Cái thứ nhất, cái mụn nước trong hép thì nó gì? Sắp xếp thành từng chùm. Và vị trí nó hay gặp không phải là ở vùng da hở mà nó thường ở vùng bán niêm mạc. Tức là hốc tự nhiên như là gì? Miệng này, mắt này, mũi, môi, sinh dục, hậu môn. Chốc thì có ở cái vùng hốc tự nhiên không? Có nhé.
nhưng mà nó sẽ ngoài cái tự nhiên này ra thì nó sẽ còn ở chỗ khác đúng không, vùng ta hỏa khác đúng không, còn cái này thì nó thường là chỉ ở cái vùng nhưng mà thôi, và nó không phải là xuất hiện riêng rẽ như sốc mà nó xuất hiện từng chùm. Tại vì cái biến chứng của sốc là gì, nếu mà điều trị thì cũng rất là nhanh khỏi, mấy ngày là khỏi thôi, còn nếu mà không điều trị ấy hoặc là điều trị không chịu đúng thì nó sẽ bị gì, thảm hóa hay còn gọi là gì, eczema hóa, viêm cầu thận. Đây là cái sốc lét đây, lét ra. Cái này điều trội điều trị như thế nào? Bài của tôi thì là giảng hơi kỹ, nhưng mà khi mà các bạn làm bài kiểm tra ấy, thì thường sẽ dựa vào cái tài liệu của bộ môn. Cái này là tôi đã kết hợp với cả cái lâm sàng khi mà tôi đi bệnh viện bao nhiêu năm tôi đi học. Thế còn khi mà các bạn đi thi thì các bạn sẽ dựa vào cái tài liệu của bộ môn thôi. Cái gì đây? Nó sẽ chia thành những cái tổn thương, điều trị tại chỗ sẽ dựa vào những cái tổn thương như thế nào thì mình sẽ điều trị như thế. Ví dụ là những cái tổn thương mà gì có vẩy dày thì mình sẽ phải gì đắp nước muối hoặc là đắp dung dịch salicylic bôi lên để cho làm gì, làm mềm cái vậy đi. Thế còn nếu như mà gì bọng nước thì các bạn nhớ là gì, có thể là rồi chấm dung dịch Mirian hoặc là gì Catenani hoặc là xanh Metinan, có thể là gì ngâm tắm bằng nước muối sinh lý hoặc là betalanin hoặc là lactoxid để pha loãng. Vì là cái nguyên nhân mà gây nên bệnh sốc ở đây là do gì? Tụ cầu và liên cầu thì nó là con vi khuẩn gram gì? Gram gì nhỉ các bạn nhỉ? Đánh điền cho tôi nào. Gram gì? Tụ cầu và liên cầu thì tụ gram gì? Dương. Rồi. Các bạn khác? Gram dương thì nó sẽ nhạy cảm với kháng sinh nhóm gì? Gram dương thì nó sẽ nhạy cảm với kháng sinh nhóm gì? Alo ạ? Mai học online nhé. Comment đi, comment đi, ông mình vào tổng hai quyết nhé. Cái kháng sinh mà để nhạy cảm với lại gì? Với vi khuẩn gram dương thì thường rất đơn giản là gì, cái loại kháng sinh mình rất là hay dùng đấy, sulfalosin nhóm beta-lactam đúng không, các bạn có thể sử dụng gì sulfalosin này, nếu như mà gì dị ứng với lại sulfalosin thì các bạn có thể dùng gì, clindamycin này, amoxicillin này. Amoxicillin mà kết hợp với clavulanic thì nó có cái loại gì nhỉ? Nhớ. Omentin. À, đúng rồi. Cái một số cái loại kháng sinh rất là hay gặp dùng ấy thì các bạn phải nhớ, bởi vì là đi cái khoa nào, sau này các bạn có theo cái bất kỳ khoa nào ấy thì cái kháng sinh vẫn là sử dụng đầu tay. Cho nên các bạn phải thuộc lòng 8 nhóm kháng sinh và phải thuộc trên thị trường có những cái loại kháng sinh gì, học nó phải sát sao như thế, bởi vì sau này các bạn ra trường các bạn làm bác sĩ rồi còn có 1 năm nữa thôi làm đồng nghiệp với tôi, mà tôi nói như thế này nhé, trong trường thì gọi là cô trò,
đi ra trường rồi thì gọi là đồng nghiệp như gọi chị em nhé, thế chưa? Thế là có nghĩa là gì? Các bạn chỉ còn hơn năm nữa thôi là gọi tôi là chị rồi. Đấy, thế thì gì? Nếu mà tụ cầu mà kháng methicillin thì có thể dùng là gì? Chymotogrin này, vancomycin này. Đấy thì cái liều, tôi không nói cụ thể liều ở đây bởi vì là các bạn đã có công thức trong sách rồi. Cái này nó giống như kiểu công thức khẳng định đấy. Cái công thức toán học ấy, kiểu nôm na như vậy, nó đã có công thức như này rồi thì cứ thế là thuộc lòng. Thời gian điều trị thì sẽ là gì? Từ 5 đến 7 ngày. Và nếu như mà bé có ngứa thì có thể là dùng kháng histamin. Và có thể dùng các vitamin tổng hợp để nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. Còn nếu mà có biến chứng thì sẽ điều trị biến chứng đúng không nhỉ? Đấy, chốc này các bạn hiểu chưa? Các bạn nào hiểu rồi thì đánh số 1, bạn nào chưa hiểu đánh số 2 rồi bật mic lên hỏi tôi trả lời rồi. Cái kem bôi kháng sinh các bạn có thể dùng gì? Pactroban nhá. Hoặc các bạn có thể dùng gì? Acid folic. Đấy. Cái bôi kháng sinh thì các bạn ở là bôi cái gì thì cái này là khi mà các bạn đi da liễu, đi thực hành tại khoa da liễu ở viện tiệp hoặc là ở viện trường thì các bạn sẽ được biết những cái tên thuốc và các bạn sẽ phải tìm hiểu. Thì bệnh da liễu thì khi mà các bạn yêu thích da liễu thì nó sẽ có hai phần nhé, một là bệnh học, hai là về thẩm mỹ. Thì trong cái bài mà chúng ta học ấy thì đa phần là bệnh học thôi, còn nếu như mà bạn nào mà yêu thích về thẩm mỹ nhé thì các bạn có thể tham khảo cái Facebook của tôi này, thì tôi có chia sẻ những cái bài về 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 thẩm mỹ nhé, một số bài. Thì các bạn hay thường xuyên đấy, nếu mà tôi giải thì tôi rất là hay thường xuyên chia sẻ những cái cách skincare các thứ này rồi cái cách làm đẹp. Các bạn sẽ vào cái Facebook và các bạn sẽ đọc và các bạn sẽ tìm hiểu dần về cái cách làm đẹp. Thứ nhất là chúng ta sẽ tự làm đẹp cho bản thân. Tôi rất là thích làm đẹp. Các bạn chưa gặp tôi nhưng mà bao giờ đi viện thì các bạn sẽ được gặp tôi. Trước thì tôi không phải thuộc hàng xinh gái đâu, thật sự xấu gái. Nhưng mà khi là gì, khi mà tôi tìm hiểu về làm đẹp ấy thì tôi tự làm đẹp được cho bản thân tôi và rất là thích luôn đấy. Thì bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về bệnh da liễu và cũng như là tìm hiểu kỹ hơn về cái cách làm đẹp cho chính mình thì có thể là tìm hiểu Facebook của tôi và tìm hiểu nhé. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học 4 bài đúng không?